Chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu cho cả nhà biết về cái dòng sản phẩm máy thái hành, gọi là hành phi đấy. Đấy thì bên mình sản xuất thì nó có nhiều cái ưu nhược điểm khác so với những cái hãng sản xuất khác nhé. Thứ nhất là bên mình làm hoàn toàn là bằng inox này. Đấy, khung bằng inox. Cái khung của nó đây. Đây là cái khung bằng inox này. Khung bằng inox 304 các bạn nhé. Đấy. Hoàn toàn bằng inox hết đấy, mà mình tạo hình vuông nhá, tức là các bạn nhìn thì bên mình chỉ có hình vuông thôi, còn các cái đơn vị khác thì người ta sẽ làm hình hình cong cong như này, cong cong như này, và đằng sau này người ta sẽ không làm một khối, người ta sẽ vá những cái miếng nhựa đằng sau, và có nhiều cái kỹ thuật nó khác bên mình. Nhưng cái này cũng là một cái quan trọng nữa là cái hệ thống tay quay này này đấy. Đặc biệt bên mình thì làm trục nó to nhá. Mình phải áp dụng bằng máy tiện, mình tiện mà mình làm trục nó to luôn. Đấy, và có vòng bi này, có phanh để thay bi này. Đấy, cái phanh này để thay bi các bạn nhá. Đấy, và chạy rất là êm. Chạy rất là êm như này. Đấy, và mình có khoan cái lỗ đây để các bạn muốn tháo dao ra thì các bạn lật ngửa lên, trong này sẽ có một cái lỗ như này. Để các bạn xỏ vào và các bạn sẽ dùng cà lê để tháo con ốc này ra. Từ cái lỗ đấy để các bạn xỏ một cái vật gì vào, các bạn giữ cái trục không quay nữa, và các bạn tháo con ốc này ra để thay dao. Đấy, thay dao. Đấy, khung thì hoàn toàn bằng inox đấy. Tất cả những cái điểm bắt ốc này là mình đều bắt bằng ốc nhé, để các bạn dễ tháo ra này. Dễ tháo ra nhé, và mình không dùng ốc bắn tôn. Đấy, nhiều đơn vị nhé, người ta không có cái miếng này đâu. Người ta chỉ có cái miếng sắt trong này và người ta bắn từ bên này sang thôi. Nên là cái khối này có thể nó cứ đung đa đung đưa đấy. Đấy, thái như thế thì nó không chuẩn đấy, và nó hay bị dơ dão, làm cho chỉ các bạn thái vài ngày là nó có thể dão, làm cho các cái đĩa này nó đảo đảo, nó đảo thì các bạn thái nó không thể đẹp được, thái nó không đẹp được đấy. Thì cái này thì nhiều bạn không hiểu về cơ khí thì cứ nghĩ là nó giống nhau, nhưng có những đơn vị người ta hàn cái trục này, người ta chỉ dùng một cái cây sắt ren như này thôi, dài, người ta đưa hàn thẳng vào bên trong, và bên ngoài này thì nó không vừa vòng bi, người ta phải chôn chêm nhựa vào đây, chêm nhựa ở đây nên giá thành nó rất là rẻ. Mà ngoài ra người ta lại làm bằng cái này bằng bằng tôn nhá, tôn mới inox. Nếu bạn nào mà làm các cái công trình mà inox mới lại sắt ấy thì nó đã vật liệu đã khác nhau hoàn toàn rồi đấy. Kể cả những cái ống này của mình này đều là C2 này đấy, nó rất là cứng và dày nhá, độ bền cao. Đặc biệt bên mình thì mình thái thì có thể điều chỉnh mỏng dày chỉnh được đấy, bởi vì là mình chuyên về cái này, mình áp dụng về thái hành này thì mình nghiên cứu rất là kỹ, và tất cả những cái sản phẩm mà mình test thử thì mình đều đều làm xong, mình đều phải test thử hết. Đây là mình bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Còn cái về cái máy thái điện này cũng vậy, máy điện này thì nguyên lý của nó cũng dựa giống nhau hết, nó chỉ khác nhau là motor thôi. Motor thì mình không áp dụng những cái motor của những cái quạt đâu. Motor này là toàn những motor của Nhật thôi. Đấy, vòng tua của nó mình chỉ áp dụng đủ cái vòng tua là 200 vòng trên phút thôi. Đấy, để cho nát hành nó thái chậm hơn một chút nhưng nó đẹp, chứ mình không tận dụng những cái motor từ những cái quạt nhá. Những cái quạt thì giá thành của nó cực rẻ luôn. Đấy, những cái quạt mà quạt quạt để bàn ấy, quạt bé đấy, motor của nó chạy rất là nhanh. Nó chạy nhanh quá cho nên là cái nát thái nó không bao giờ đẹp được, bởi vì là cái củ hành nó vào trong cái lỗ này nó chưa định hướng được cái vị trí thì nó đã chém chém tốc độ nhanh quá, nên là cái nát hành bao giờ nó cũng xấu. Đấy, cho nên mình sẽ không áp dụng những cái dòng motor kiểu dòng quạt, cho nên nhiều bạn mà nhìn thấy một cũng bảo bằng điện mà giá thành lại rẻ hơn. Đấy, nhưng cái dòng motor này của mình nó đắt hơn rất là nhiều. Đấy, thì mình thiên về chất lượng nên là mình chỉ làm những cái hàng nó liên quan đến chất lượng đẹp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử luôn cho bạn xem nhé, cái chất lượng máy quay tay này của mình. Đây là mình quay này. Đấy, nó rất là trơn nhé, và độ chính xác nó cao. Đấy, tuy rằng các bạn dùng cái loại này thì nó có đắt hơn những cái đơn vị khác, nhưng đặc biệt là chất lượng thái của nó thì nó ra nát rất là đẹp luôn. Đấy, cái này thì mình có thể là cho vào đây nhiều luôn được, cho đầy luôn được. Đây là mình đang quay cái chiều này nhá. Đấy,
Thì mình sẽ, đấy các bạn nhìn nó xuống này, đấy. Rồi bây giờ mình nhấc ra cho các bạn xem này. Đây là cái nát hành này, đấy. Nát hành rất đều và đẹp luôn. Độ mỏng này hiện giờ mình đang chỉnh nó vào 1 ni thôi, đấy. Mình đang chỉnh cái độ mỏng này vào 1 ni. Bây giờ mình sẽ hái theo chiều này cho bạn xem luôn nhé. Đây mình sẽ cho vào, mình quay tay mình thái ra cho bạn xem. Đây là chiếc máy quay tay này. Máy này của mình rất là trơn, bởi vì là mình làm cẩn thận từ đâu, từ đầu đến cuối là đều là chất lượng, đều phải đạt từ cái chất lượng quay này. Đấy, quay nó phải trơn và có vòng bi này. Đấy, có phanh để thay, dùng đâu các bạn có thể tháo ra và thay bi được. Đấy, tức là nó hơn nhau ở cái phần tiện, phần cơ khí các bạn nhé. Nhiều bạn không hiểu về cái phần cơ khí này, các bạn có thể là mua những cái hàng nó chất lượng nó rẻ hơn, nó kém hơn, nhưng nó rẻ hơn nên các bạn thích, nhưng về nó nhanh bị hư lắm, nhanh bị hư như hỏng lắm. Đấy, những cái này thì chạy của nó rất là bền. Đấy, rất là trơn và bền này các bạn, thấy chưa, nó rất là trơn nhá và bền nhá. Các bạn dùng đấy, kể cả cái phần này các bạn vệ sinh lau chùi rất là dễ này. Đấy, khung hoàn toàn inox nhé, lau chùi vệ sinh dễ lắm. Đây thì cái chất lượng của nó đây. Đấy, chất lượng thái hành đây. Đấy, hành của nó thì cực đẹp luôn. Cái công tắc của nó đây. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ việc thả hành vào thôi. Đấy, cái nát của nó thì cũng rất là đẹp, mà máy thái bằng điện này thì đây, các bạn sẽ không phải quay tay nữa, nó sẽ nhàn hơn. Đấy, các bạn có thể ngồi xa xa ra một chút để cho nó đỡ cay. Đấy, các bạn ngồi đằng sau máy thì nó đỡ bị cay. Đấy, với cái này 1 phút của nó cũng được phải được 1 kg rồi. Đấy, bởi vì tốc độ này nó cũng nhanh. Với cái dòng máy giảm tốc này thì thái nó rất là đẹp. Chứ còn nếu mà dùng những cái motor từ những cái quạt ra thì giá thành nó rẻ hơn, nhưng thái chất lượng nó sẽ rất là xấu. Đấy, các bạn nhìn cái nát hành của nó này. Đấy, mình thái có tầm 1 phút thôi. Đã hết 1 túi rồi, 1 kg rồi. Đấy. Đây các bạn, vệ sinh thì cách vệ sinh thì các bạn cứ lấy cái rẻ lau sạch cái phần này đi, lau hết đi. Đấy, xong là đằng trong này các bạn đút cái rẻ vào, đút cái rẻ ấn xuống, lấy cái đũa ấn xuống và các bạn quay ngược lại như này ấy, thì nó sẽ ngược theo chiều con dao, ngược theo chiều con dao thì nó sẽ không chém vào dao. Đây mình ví dụ cho bạn xem, đây là cách lau dao ở bên trong nhá. Lau dao bên trong như này, các bạn ấn cái rẻ xuống như này nhá. Các bạn quay ngược lại như này. Đấy, quay ngược lại như này là cái rẻ nó sẽ lau vào. Lau vào nhưng nó lại lau ngược. Lau ngược nên là con dao nó sẽ không chém vào rẻ các bạn nhá. Đấy. Lau này, lau ngược lại. Đấy. Còn bên ngoài thì các bạn nên vệ sinh sạch sẽ luôn cái lưỡi dao này. Sạch sẽ luôn lưỡi dao này để ngày mai các bạn thái thì nó sẽ không còn bị dính nhựa nữa. Đấy. Hoặc là dùng cái chổi sơn này, các bạn quét đi, xong rồi lấy rẻ di này đi. Đấy, di cái lưỡi dao để cho nó, lưỡi dao này nó không bám nhựa nữa. Đấy, tất cả những cái phần vỏ này thì lau chùi thì dễ rồi. Đấy, tất cả phần vỏ bên mình thì nó đều là một cái khối hình vuông, rất là dễ lau chùi nhá. Đấy, còn bây giờ là cái chất lượng hành mình thái đây. Đấy, các bạn nhìn nó đều chưa? Rất là đều và đẹp luôn. Đấy.
cái độ mỏng hiện giờ là mình đang chỉnh này, nó vào đang là một ni thôi. Đấy, cái nát hành đây, nó vào một ni.